Chúng ta thấy cái nhu cầu hạnh phúc và an lạc là nhu cầu chân chính của tất cả chúng sinh. Và ở đây Thầy nói rộng ra thì đến kể cả chư Phật cũng mong cầu hạnh phúc, an lạc. Chính Đức Phật đi tu là để tìm cho mình cái hạnh phúc, cái niềm an lạc. Nhưng mà cái hạnh phúc an lạc mà Phật tìm đó thì nó cao hơn chúng ta, nó vững bền hơn chúng ta, nó chân thật. Cho nên Đức Phật là đi tìm đến cái hạnh phúc chân thật. Mình vẫn gọi là chân hạnh phúc đấy. Cái hạnh phúc bất diệt, không có thay đổi, không bị tan vỡ. Thế còn chúng ta thì vẫn đang đuổi bắt đi tìm kiếm những cái hạnh phúc ngắn hạn, tạm thời, nghe không? Hạnh phúc mà nó chưa được tuyệt đối, chưa được vĩnh viễn. Đấy, cho nên cái hạnh phúc của chúng ta gọi là hạnh phúc tương đối, hạnh phúc tạm bợ thôi. Nhưng mà sống ở trong trần gian này thì cái chuyện tìm kiếm cái hạnh phúc tạm thời đó, tuy là tạm bợ, chúng ta cũng vẫn cần. Vì bản chất của chúng ta là đều sợ đau khổ. Và đương nhiên cái đấy không phải là xấu. Chúng ta không có dạy gì mà lại cầu đau khổ cả. Để bảo đi tu học Phật để rồi tôi đau khổ hơn. Không phải. Nghe không? Đi tu Phật, học Phật để tôi được an vui, hạnh phúc hơn. Đấy mới là đúng. Chứ bảo đi tu học Phật để đau khổ hơn thì không đúng. Nghe không? Để an vui, hạnh phúc hơn, đạt được cái đó. Đương nhiên trên cái bước đường mà để đạt được cái an vui hơn, hạnh phúc hơn, nó phải vất vả, nó phải trả giá. Ở đây Thầy nói phải trả giá, phải có sự gian nan, khổ luyện, tôi luyện. Cái đấy là cái vất vả, nhưng mà mình thành tựu được cái an lạc. Nó rất rõ ràng. Không ai lại nói tôi bỏ cái hạnh phúc đã có để đi tu để khổ hơn, thì cái đó không đúng. Và cũng không đúng tinh thần đạo Phật. Không đúng tinh thần đạo Phật. Kính thưa đại chúng, thì ông gia chủ này, ông ấy bạch Phật là: kính bạch Thế Tôn, con đang sống trong cuộc sống tại gia ở giữa trần gian này với bộn bề các thứ và đời thường, thì con xin Phật chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để chúng con được sống mà trong cuộc sống trần gian này có được cái hạnh phúc, được cái an lạc. Đấy. Cái câu hỏi này là ông hỏi thay cho tất cả các Phật tử của chúng ta đấy. Nghe không? Mình cũng mong làm sao đang sống trong trần gian, con được biết Phật Pháp mà con sống được an vui, được an lạc. Thế thì Phật dạy thế này: này gia chủ, có bốn cái cửa xuất ra để tài sản bị tiêu phí. Thì chúng ta biết là ở tại gia, mà cái cuộc sống tại gia thì nó phụ thuộc vào tài sản rất là nhiều. Và đó là cơm ăn, là áo mặc, là các vật dụng cần thiết. Nếu cuộc sống của chúng ta mà thiếu thốn cái đó nhiều thì chúng ta cũng rất khổ. Và nghèo đói, túng thiếu là một cái khổ. Cho nên cái việc mà có được tài sản để dùng không thiếu thốn mà lại được sung túc thì đấy là một cái niềm vui của chúng sinh. Thế thì ở đây Phật dạy để bảo vệ cái tài sản của mình ấy thì phải như thế nào? Và cái tài sản của mình có này, cái tài sản này nó cũng góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta nó được an vui hơn. Đấy, đại chúng thấy nếu mà mình sống bo bíu, thiếu thốn, giật gấu vá vai thì khổ chứ. Có phải không? Nay người ta đến người ta đòi nợ, mai người ta đến người ta đòi nợ, làm sao mà an vui được? Muốn ngồi niệm Phật cũng không yên, muốn tu không được. Có phải không nào? Đấy. Cho nên ấy, cái phấn đấu để có một cái tài sản là cái chính đáng, không phải là xấu. Ta phấn đấu chính đáng để có tài sản chân chính, cái đó đối với đạo Phật không xấu. Cái đó góp phần cho chúng ta thêm cái chất liệu của hạnh phúc. Thêm. Nhưng ở đây Phật không khẳng định cái đó là mục tiêu, cái đó không phải là bản chất của hạnh phúc, nhưng cái đó là cái duyên
có thêm duyên để cho chúng ta có hạnh phúc. Ở đây Thầy lấy cũng ví dụ, trước đây Thầy trò mình ngồi tu ở dưới cái chùa tôn đấy, nó chật, mưa một cái nó rơi lộp bộp, chẳng nghe tiếng gì, nghe không? Rồi gió nó táp, ướt chạy ra chạy vào, phải không? Thì có ngồi tu cũng thấy khổ, cũng không yên. Thế giờ có cái ngôi chánh điện rộng lớn này, khang trang này rồi, mưa gió không có vấn đề gì, yên tâm ngồi tu. Thế là mình hạnh phúc hơn, mình an vui hơn chứ. Cái này là cái lẽ chân thật, nghe không? Đấy, cho người ta gọi an cư mà thì lạc nghiệp. Ở an rồi thì cái tâm nó cũng dễ lạc, dễ vui. Đó. Thế thì cái việc mà có tài sản, mà tài sản đầy đủ sung túc là việc tốt, không phải là xấu. Và nó chỉ xấu khi cái tài sản đó được tích lũy một cách không đúng, phi pháp, phi nghĩa. Chứ còn tài sản do mình làm việc chân chính mà có thì cái điều đó là tốt. Phật khuyến khích hàng Phật tử tại gia nên tạo dựng tài sản một cách chân chính, và có tài sản được đầy đủ, đấy là điều tốt. Đương nhiên muốn được như vậy, chúng ta phải chăm chỉ, phải có trí tuệ, phải biết cách làm việc, mới có tài sản được. Đó. Thế nhưng mà cái tài sản ấy khi có rồi, chúng ta cũng rất dễ để nó mất đi. Và nếu không biết giữ gìn nó thì nó cũng mất đi, nó hao tổn đi. Mà ở đây Phật nói là có bốn cái cửa để xuất cái tài sản ấy đi, làm hao tán tài sản của mình mà thế gian thường bị mắc vào. Người trần gian thường phạm vào bốn cái này. Thế Đức Phật nói với vị gia chủ này, đây có bốn cái cửa để xuất tài sản đi, làm hao tổn tài sản. Đó là thứ nhất ý, là đam mê đàn bà, đam mê nữ sắc, nghe không? Đương nhiên ở đây thì vị Phật nói cái điều này với ai? Với cái vị gia chủ nam. Cái vị này vị gia chủ nam, phải không? Chứ còn nếu mà với đây một nữ thí chủ, nữ gia chủ thì Phật nói kể cả đam mê nam sắc. Như vậy ở đây cái này là đam mê sắc dục, nghe không? Dù là sắc nam hay sắc nữ, không thiếu gì người nữ đam mê cái sắc của người nam, phải không? Còn đương nhiên ấy, người nam đam mê cái sắc của người nữ thì nhiều rồi, phải không? Nhưng mà cũng không thiếu những người nữ đam mê sắc người nam. Đó. Đây là một cái cửa để tiêu tốn tài sản, nghe không? Đây, ở ngoài đời người ta gọi đó, nhà mình có đứa con gái mà nó phải lòng dai rồi, phải không? Thì của cái gì nó khênh đi hết. Về nó tỉa tót rồi, nó nịnh bố nịnh mẹ, có gì nó khênh cho dai hết. Vậy là theo dai, phải lòng dai rồi. Đó, thì hết luôn. Thế còn đàn ông thì người ta gọi gì? Dại gái. Dại gái thì của cái gì cũng hết. Đấy, kỳ cóp bao nhiêu năm vợ dành dụm cất cóp bao nhiêu mà vớ phải công dại gái thì thôi rồi. Nó sạch hết. Rất là dở, mất hết. Đó. Đấy thì chúng ta thấy cái đam mê sắc, sắc dục này là một cái cửa để mà tiêu tán tài sản. Tài sản theo đó mà ra đi. Đó, mà cái này bây giờ rất nặng, nghe không? Nặng ghê lắm đấy. Đó. Cái cửa thứ hai đó là đam mê rượu chè. Ở đây chủ yếu là cái rượu, nhưng mà thường rượu nó hay uống trà cho nên người ta gọi là rượu chè. Chứ còn chè thì chắc là không ai uống chè nhiều đến nỗi mất tài sản cả. Nhưng mà thường cái rượu hay đi, rượu xong là uống trà cho nên người ta gọi là rượu trà, rượu chè. Miền Nam thì gọi trà, miền Bắc gọi chè. Thì đam mê rượu chè là cái cửa thứ hai. Đó, để mà tiêu tán tài sản. Kính thưa đại chúng, thực ra thì một chai rượu nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Phải không? Không đáng bao nhiêu, nhưng mà với cái người có thu nhập thấp đó, một tháng mà được 1-2 triệu tiền lương mà ông chồng ngày nào cũng phải có 1-2 lít rượu hay là 1 lít rượu thì chắc nó cũng vài chục nghìn. Thế nhưng mà cái khổ đó, có thể là cái rượu nó không tốn nhiều tiền đâu, nhưng mà kèm theo cái rượu thì không thể uống rượu không được, nó phải nhậu. Thế rồi mà rượu xong rồi ấy, thì nó lại dính vào sang những cái thứ khác. Đấy,
người ta gọi là tiểu rồi gì? Tiểu rồi phải sắc. Thế cứ rượu xong thì lại gái, hai cái đó nó đi với nhau. Nó rất là phức tạp. Đó, thì hai cái này nó quấn của tài sản của nhà đi. Đấy, thì cái thứ hai mà cái cửa thứ hai để xuất tài sản nhà mình đi, Phật nói đó là đam mê rượu chè. Đam mê rượu chè. Rồi cái thứ ba để tiêu tán tài sản nhà mình đi, ở đây Phật nói đó là đam mê cờ bạc, đam mê bài bạc. Cái này thì dân mình đã biết rõ lắm rồi. Nào, đấy, đã có câu cờ bạc là bác thằng bần rồi. Vào, đây, rất rõ ràng, đam mê cờ bạc. Và kính thưa đại chúng, thì cái cờ bạc của mình bây giờ nó phát triển dưới nhiều hình thức lắm. Ngày xưa thì người ta chỉ đánh tổ tôm này, tổ tôm tại bàn, thực ra những cái thứ thầy chả biết nó thế nào. Rồi sóc đĩa hả? Đấy. Còn bây giờ thì cờ bạc nó rất nhiều thứ. Đấy, thầy có một lần thầy vào thăm cái sòng bạc, cái casino ở Hoàng Gia, khách sạn Hoàng Gia đấy. Thực ra là mình cũng không biết nó như thế nào. Họ đánh bạc như thế nào mình có biết đâu. Họ đánh như thế nào mình không hiểu nổi. Nà. Thế nhưng mà bây giờ đấy nó có cái ngành kinh doanh về đánh bạc. Mở cái đấy á, thì nó thu lại cái lợi nhuận rất là cao. Thế rồi rất nhiều cái hình thức của đánh bạc nó biến tướng đi, cá cược này, số đề này. Phải không? Đấy, cá cược bóng đá cũng là hình thức đánh bạc đấy. À, số đề, phải không? Đó, đều là đánh bạc hết đấy. Thì thưa đại chúng, bây giờ cái hình thức đánh bạc nó len lỏi vào tất cả rất nhiều hình thức. Đỏ, đen, đó, đều thuộc những cái thuộc về cờ bạc. Thế nhưng mà tại sao mà cờ bạc á, nó lại làm cho người ta tiêu tán tài sản? Vì thưa đại chúng thế này, đương nhiên đánh bạc thì có lúc được, lúc thua. Cũng nếu mà người này được thì người kia thua, người này thua thì người kia được. Vậy thì cái người được ấy giàu đi, giàu lên, còn người thua thì nghèo đi. Thì có người giàu chứ. Đó. Thế nhưng thưa đại chúng, tại sao đánh bạc cái người được cũng không giàu? Vì sao? Vì cái tâm lý, cái tiền của do mình đánh bạc á, nó quá dễ dãi. Và thực sự mà nói, cái đấy với Phật nó là cái của mà nó không phải là chân chính, không chính nghĩa. Cho nên ý, từ cái tâm mình đối với cái tài sản ấy, mình đã không trân trọng nó. Cho nên cái tiền mà do đánh bạc thu được ấy, thường là bị tiêu pha phung phí. Lại cái tiền ấy đem vào những cái cuộc du hí, những cuộc chơi rất lãng phí, tiêu rất nhanh. Hôm nay đi đánh bạc có thể được hàng 1-20 triệu, nhưng 1-20 triệu về khi là dẫn bè đi ăn nhậu một lúc hết, hay đi chơi bời trai gái một lúc hết, nhậu nhẹt hết thôi. Đấy, nó lại như thế. Còn lần sau đánh thì lại thua, thua thì bắt đầu là tài sản ra đi. Đó. Vào trong cái nghề đánh bạc có kẻ được người thua, nhưng mà cuối cùng ai cũng thua cả, tất cả đều trở thành người nghèo hết. Đó, cho nên người ta gọi là cờ bạc là bác thằng bần. Vào là rõ ràng không có mấy ai giàu được bằng cái nghề cờ bạc, vì như vậy đấy. Đó, cho nên chúng ta thì biết thế, biết cái nguy hại của nó để chúng ta tránh. Đó. Và đương nhiên ấy, cái của cải tài sản nó không có giá trị, không có ý nghĩa, nó không ở với mình. Như hôm trước chúng ta được nghe lời Phật dạy rồi, tài sản ấy không ở với mình. Một cái cửa nữa để xuất tài sản đi, Phật dạy chúng ta đó là giao lưu bạn bè với những người ác, những người xấu. Đây, cái cửa thứ tư để tiêu tán tài sản đó là chúng ta giao lưu, kết thân bạn bè với những người xấu, người ác. Cái cửa này là một cái cửa cũng xuất tài sản đi. Cái người xấu, người ác, người ta chỉ chơi với mình khi mình có tài sản. Họ lợi dụng mình. Phải không? Đấy, thì ngày xưa đã có rất nhiều những cái câu ca, những cái lời vè. Phải không? Còn gì? Còn cơm, còn rượu, còn ông tôi đấy. Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Đúng không? À, đã có những câu hỏi khi mà vui, khi mà tốt thì họ đến,
khi mình xa cơ lỡ vận thì chẳng thấy đâu. À, đó. Thì đấy là những người bạn xấu, họ không phải thật sự chân thành với mình. Người bạn xấu là cái người đúng là làm hao tổn tài sản của mình. Có khi họ dẫn dụ mình đi ăn chơi, họ khuyến khích mình phá tán tài sản. À, có khi họ kích mình lên, nhất là những người nào mà hay sĩ diện, gặp mấy anh bạn xấu này đến nó kích bác một hồi là bắt đầu khuân hết tiền em đi để mà chơi, mà nhậu. À, kích bạn, nó làm cho mình phải tự nhiên là khởi ra cái tâm. À, cái sĩ diện đấy mà. Đó, sĩ diện. Đó. Thì những người bạn xấu là những người như vậy. Khi mình hết tài sản rồi họ không đến với mình nữa, họ không chơi với mình nữa. Tìm chả thấy mặt đâu cả. Đó. Thì giao du với bạn xấu cũng là một cái nhân làm cho mình hao tổn tài sản. Họ không biết giữ gìn tài sản cho mình, họ không biết can ngăn mình. Để họ không biết, đấy là những người bạn xấu. Thì Phật dạy bốn cái cửa này làm hao tổn tài sản. Mà người dân ở Việt Nam mình thì người ta gọi là dính vào bốn cái gọi là tứ đổ tường đấy. Nghe không? Người trần gian này gọi là dính vào tứ đổ tường. Ai mà mắc vào tứ đổ tường rồi thì thôi rồi. Nghe không? Đấy, tứ đổ tường là cái gì? Đã, tứ tức là bốn. Đã, đổ tức là sao? Tức là nó ngăn bít. Tường cũng là cái vách. Là cái vách, cái chữ tường là cái vách đấy. Là dính vào bốn cái này là tự nhiên nó bít mình lại, nhốt mình lại, không thể nào mà thoát ra được. Tứ đổ tường nó gọi là tiểu, tức là rượu, sắc, đấy là sắc dục đó, tài là cờ bạc, khí, khí là nghiện hút đấy, hút sạch. Đấy, bốn cái đấy gọi là tứ đổ tường, tiểu sắc, tài khí, à, rượu, rồi gái, rồi cờ bạc, hút sạch. Bốn cái này dính vào nó là thôi, là đổ tường, là thôi bị giam ngay, bị nhốt trong đó ngay, không thoát ra nổi, là nó bịt, nó vây mình ngay và chết chìm trong đó. Đó, cho nên ngày xưa người ta gọi là tứ đổ tường. Cái này là cái phải đáng tránh, rất là nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, Phật dạy ví như một cái hồ nước có bốn cửa nước chảy vào và bốn cửa nước chảy ra. Có người đóng các cửa nước chảy vào mà lại mở các cửa nước chảy ra. Như vậy, cái nước trong hồ ấy ngày càng bị giảm thiểu, không thể tăng trưởng được. Nếu người nào sống trên đời mà dính vào bốn cái này, đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, cờ bạc và giao hữu với những người bạn xấu ác, thì người này đã tự đóng cửa bốn cái cửa vào mà lại mở bốn cái cửa xuất ra rồi. Người này hao tổn tài sản, giống như cái hồ nước á, nước chảy vào không có mà chỉ có nước chảy ra thì sẽ cạn. Nghe không? Người này sẽ đi đến chỗ cùng kiệt, khánh kiệt. Đó. Thì người này không thể có hạnh phúc được, không thể có hạnh phúc lâu dài được. Cái hạnh phúc tương đối của trần gian người này cũng sẽ không có, cũng sẽ mất. Đó. Đấy. Rồi Phật này dạy tiếp, này gia chủ, có bốn cửa nhập để tài sản được hưng khởi. À, bây giờ Phật nói bốn cái cửa nhập vào để tài sản được hưng thịnh lên. Đó là cái cửa thứ nhất là cửa không say đắm đàn bà, tức là không say đắm sắc dục. Nghe không? Đấy, cái này là cái nó phải nói rất là quan trọng. À, đó. Thứ hai là không say đắm rượu chè. Thứ ba là không say đắm cờ bạc. Thứ tư là không giao hữu, kết duyên với những người bạn ác, bất thiện. Đó. Thì bốn cái cửa này là bốn cái cửa để tài sản nó chảy vào. Đấy, chúng ta không đam mê sắc dục, chúng ta sống ngay chính, sống tốt lành, lành mạnh. Chúng ta không rượu chè, không cờ bạc và không giao du với những người bạn xấu. Chúng ta kết thân với những người bạn tốt, những người bạn có đạo đức, có tư cách tốt.
chúng ta chớ như vậy thì tài sản của mình nó sẽ được tăng trưởng. Đây là bốn cái cửa để tài sản nó đi vào. Cái người nào mà đóng được bốn cái cửa xuất ra, mở được bốn cái cửa này, thì nhất khoát người ấy, như Phật dạy, tài sản sẽ dần dần được lớn lên. Đã. Những người bạn tốt, người ta sẽ giúp đỡ mình và bày cho mình. Và rồi do cái tư cách của mình, do cái phước lành của mình, mà tài sản của mình nó sẽ được sung túc lên. Đấy. Đã. Người bạn tốt, người ta thấy mình mà bị suy hao, người ta xót xa. Đã. Người ta can ngăn để cho mình không bị hao tổn. Còn người bạn xấu thì người ta không như vậy. Đó. Này gia chủ, ví như một hồ nước có bốn cửa nước chảy vào và bốn cửa nước chảy ra. Có người mở các cửa cho nước chảy vào và đóng các cửa nước chảy ra. Như vậy, nước trong hồ ấy ngày càng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Đó. Thế thì chúng ta thấy Đức Phật lấy một cái ví dụ rất sinh động để chúng ta hình dung nha. Tài sản thế gian của một con người, của một gia đình, nó được tăng trưởng, được vững bền hay không, chính là do chúng ta. Chúng ta mà đóng được bốn cái cửa làm hao tổn tài sản, hào mở được bốn cái cửa để cho tăng trưởng tài sản, thì chúng ta sẽ tích lũy được tài sản, có tài sản lớn. Nghe không? Đó, cái đấy là cái rất cụ thể, rất thực tế. Rất nhiều người lúc đầu tích lũy được cái tài sản lớn, khi ở cái vị trí có tài sản lớn rồi, không có sự tu dưỡng, bắt đầu khởi những cái tâm vào đam mê về sắc dục, rồi cờ bạc, rồi rượu chè, đó, rồi dần dần kết duyên với các bạn xấu, cuối cùng tài sản lần lượt đội nón ra đi hết. Cái này chúng ta đã chứng kiến không phải là ít, rất nhiều. Đã. Nhiều năm tháng gom góp tích lũy tài sản, đến khi đạt được một cái tài sản rồi, lúc đó không có sự tu dưỡng đạo đức để cho mình buông thả, vào để tâm đi vào bốn cái cửa này, cho nên sau đó tài sản đội nón ra đi hết. Thì chúng ta đã thấy, vào quanh chúng ta, xem trên các trang báo, chúng ta thấy đều có những cái hiện tượng, cái chuyện như thế này. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta rất vất vả, khó nhọc để có được cái tài sản chân chính. Phật dạy mình cái cách để giữ gìn tài sản mình được vững bền và để làm sao nó tài bồi được tài sản thêm lên. Nghe không? Thì tránh xa bốn cái cửa tiêu tán này đi. Và chúng ta biết tích lũy phúc báo. Như bài hôm trước mà Phật dạy chúng ta đấy. Cái người này có tài sản rồi, biết đem tài sản đấy vào phân chia ra sử dụng sao cho hợp lý, biết làm phúc, biết cúng dường tam bảo bố thí, vào báo hiếu cúng dường cha mẹ, giúp đỡ tất cả những cái người nghèo khổ khó khăn. Người này đấy là đang tích lũy cho mình tài sản, chứ không phải là mất. Nghe không? Người ta không đem tiền của đi vào bốn cái cửa kia, không đem cho gái, không đem cờ bạc, không đem rượu chè, không đi giao du với bạn xấu, thì người này tài sản chắc chắn sẽ lớn lên. Đó. Và tài sản người này được vững bền chắc chắn như thế, nó là một cái duyên để giúp cho hạnh phúc của cuộc sống gia đình người ta được tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, nghe không? Như vậy chúng ta thấy Đức Phật chỉ dạy những cái điều nó rất thực tế đấy, để cho người sống tại gia sống được an lạc. Mà chúng ta thấy không, chúng ta dính vào bốn cái cửa, cái cửa xấu này, chúng ta có an không? Không an. Người nào mà mắc vào nữ sắc rồi không an, người ta gọi là ăn vụng ăn trộm, làm sao mà an được? Cơ quan đoàn thể mà phát hiện ra thì rất là sợ, có khi mất đuổi việc, mất hết danh dự. Đấy. Mà dính vào cái đó rồi thì nhà cửa cũng tan nát. Đó. Thế rồi người nào mà dính vào cờ bạc rượu chè cũng thế. Vào. Có một bài kinh Đức Phật nói đấy, nếu ai đam mê rượu chè thì sự nghiệp của người ấy dần dần sa sút, không thể phát triển lên được. Sự nghiệp nó tự sa sút.
Đó, đang ở cái chỗ rất tốt nhưng mà dần dần nó cứ sa sút. Cái này nó lại cũng trong cái nhân quả, nó kéo theo. Đấy. Thế còn người ta không dính vào cái đó thì nó được tốt. Nào, có thể có những khó khăn nhất thời nhưng mà rồi người ta trèo trống vượt qua được. Đó. Cái nhân quả nó như vậy. Đấy thì kính thưa đại chúng, Đức Phật chỉ dạy chúng ta những điều rất là cụ thể để chúng ta biết cách sống ngay trong hiện tại, được an lạc, có cái sự an vui. Tuy rằng là an vui tương đối nhưng rất cần thiết. Vào cả xã hội của mình, đảng và nhà nước mình cũng thế, đang phấn đấu để làm sao cho được an sinh xã hội. Cái chữ an sinh xã hội của nhà nước chính là cái giúp cho nhân dân được no ấm, đời sống dân sinh được tăng lên. Vào người ta gọi là bần cùng sinh đạo tặc, nghèo khổ sẽ sinh ra trộm cắp, cướp của giết người cũng từ cái nghèo khổ. Nếu mà ai ai nhà nào cũng có tài sản, cũng sung túc thì cái nạn trộm cắp nó cũng bớt đi. Đó. Cho nên cái bần cùng, cái túng thiếu sinh ra trộm cắp là đúng thôi. Đó. Thế nhưng mà để làm sao cho tài sản mình vững bền thì Đức Phật dạy cho mình cái cách như này. Tránh xa bốn cái cửa xấu kia. Vào. Nhớ đại chúng nhớ cho này, nghe không? Đó. Ai mà trước đây hay qua lại bốn cái cửa xấu này thì bây giờ dừng chân đi nhé. Đóng cửa nó đi. Nghe không? Đấy, trước đây hay đến nhà cái cô ấy, bây giờ thôi đóng cửa lại, không đến nữa. Nghe không? Không đến nhà cô ấy nữa. Nè. Thầm thụt ra vào, bây giờ dừng lại. Trước đây hay đi đến quán rượu, chỗ nhậu, bây giờ bớt đi, rồi dừng đi. Về nhà mà ăn mà uống, ở nhà ăn uống ở nhà, có tình cảm vợ chồng, con cái, nghe không? Vui hơn. Thầy thấy cái này có rất nhiều người thực hiện đấy. Họ là quan chức hẳn hoi, quan chức lớn, nhưng mà vẫn rất tôn trọng cái bữa cơm của gia đình. Nghe không? Đấy, giống như trong các cái buổi mà lễ hàng thuận, thầy vẫn dạy các cháu chuẩn bị xây dựng gia đình nên giữ gìn cái bữa cơm gia đình. Nghe không? Giữ gìn bữa cơm gia đình nó rất là quý. Gia đình là thế đấy, gia đình mà không có bữa cơm chung không còn là cái gia đình nữa. Gia đình mà ngày nào cũng ăn ở quán còn gì là gia đình nữa đâu. Sáng ăn quán, trưa ăn quán, tối ăn quán, thế thì ra nhà mình nó chỉ là cái quán trọ thôi. Phải không? Đâu gọi là cái gia đình nữa, chỉ ngủ nhờ cái nhà mình tí thôi. Đó. Thế nhưng mà có cái bữa cơm trong nhà, xung quanh cái mâm cơm ấy rất là nhiều những cái chuyện để cho gia đình nó thật sự là một cái tổ ấm. Kính thưa đại chúng. Đó. Cho cái này cần thiết lắm. Nè. Rồi chúng ta tránh xa cái cửa cờ bạc. Nè, cái cửa cờ bạc. Nè. Biết bao nhiêu người mắc vào cờ bạc, tan ra bại sản. Rất là khổ. Rất là khổ. Thì kính thưa đại chúng, cái tài sản của người thế gian tuy rằng nó không phải là bản chất của hạnh phúc, nó không phải là mục đích tối hậu của đời người, nhưng nó cũng góp phần giúp cho cuộc sống chúng ta bớt đau khổ. Mà bớt đau khổ tức là thêm an vui. Nghe không? Cái việc kiếm tài sản chân chính là cần thiết. Phật khuyến khích các Phật tử tại gia phải lao động, phải làm việc để có tài sản chân chính. Nghe không? Bằng cách nào cũng được, miễn là chân chính. Và biết tích lũy tài sản một cách chân chính, giữ gìn tài sản chân chính ấy để giúp cho cuộc sống mình thêm chất liệu của an lạc. Cái đó là cần thiết. Ở trong đại chúng chùa chúng ta đây, Thầy biết có rất nhiều các Phật tử là những doanh nghiệp, những doanh nhân, phải không? Hay là những tiểu thương buôn bán nhỏ. Và Thầy tin tất cả các Phật tử đều kiếm sống một cách chân chính. Ít thôi, cũng còn một số đã đi quy Tam Bảo nhưng còn phải làm những cái nghề chưa được chân chính lắm. Nghe không? Nhưng mà Thầy tin rằng sẽ được chuyển hóa. Nghe không? Các vị Phật tử này sẽ được chuyển hóa. Có mấy cái nghề mà Phật dạy Phật tử tại gia không nên làm. Ví dụ như là cái nghề sát sinh là Phật khuyên không nên làm. Thứ hai là nghề bán vũ khí để bắn giết người. Nghe không? Bán vũ khí bắn giết người, vũ khí để mà săn bắn các cái con thú vật ấy, là Phật cũng khuyên mình không nên. Cái nghề thứ ba là nghề bán rượu, bán các cái đồ say xưa, bán rượu, bán ma túy đấy, những cái thứ say xưa là Phật cấm. Cái đó không được. Cái nghề nữa là nghề bán
bán quan tài, bán đó, bán quan tài, à, các cái đồ tẩn niệm quan tài. Tại sao Phật lại cấm cái nghề đấy? Phật khuyên mình không làm. Nếu chúng ta mà sống bằng cái nghề buôn bán quan tài thì sao, thưa quý Phật tử? Đương nhiên là mình phải có lãi. Mà muốn có lãi thì phải bán được nhiều quan tài. Muốn bán được nhiều quan tài thì phải mong cho nhiều người chết. Đúng không? Đấy, thế vậy đấy. Đã. Thế thì chính vì cái lẽ đó mà đáng nhẽ mình là lương thiện, tự nhiên mình khởi cái tâm ác. Đấy không? Chắc chắn Thầy tin là nhà ai mà bán quan tài mà độ nửa tháng chẳng bán được cái quan tài nào, thế nào bà vợ bảo cũng lâu lắm chả thấy ai chết cả. Dạo này chẳng thấy ai chết, sao mà sống dài thế? Thế. Cái đấy là ác tâm đấy. Như vậy là mình mong cho người ta chết đi để mình bán được quan tài. Đó. Thì kính thưa chúng ta thấy Phật Pháp nó rất sâu xa, rất ý nghĩa. Nghe không? Cái nghề ấy khiến người ta phải khởi tâm ác, khó khởi tâm thiện được nếu sống bằng cái nghề đó. Đương nhiên, bây giờ bảo nếu thế thì không ai dám bán quan tài thì chết lấy đâu ra quan tài. Kính thưa đại chúng, vẫn có thể chúng ta vẫn bán quan tài, nhưng mà Phật tránh cái tâm ác cho mình thôi. Bán được hay không bán được không thành vấn đề. Nghe không? Đấy, mình không khởi cái tâm mong được bán, mà có bán cái này mang tính chất khởi nghĩa là để giúp duyên cho mọi người thì được. Đấy. Ông cụ nội của Thầy đấy, ngày xưa là cụ buôn gỗ, thì cụ cũng đóng quan tài. Nhưng mà cụ quan tài cụ có bán, nhưng không mang tính chất để lấy lãi. Bán giống như giúp người ta thôi. Đó, có nhà nghèo là cho luôn quan tài. Đó. Thì nếu mà chúng ta là Phật tử kinh doanh quan tài với cái tâm niệm như thế thì được. Nghe không? Chứ còn kinh doanh với cái tâm niệm phải có nhiều lãi và sống chết bằng cái nghề này thì khó có thiện tâm được. Đó. Rồi cái nghề nữa là cái nghề buôn bán người. À, buôn bán người hay là cái nghề gọi là bây giờ người ta gọi là nghề buôn bán phụ nữ mãi dâm đấy, gái mãi dâm là không được, những cái đó không được. Buôn bán người cũng không được. À, cái đó là Phật khuyên các Phật tử không làm. Vì những cái nghề đó nó khó khởi được cái tâm thiện mà thường khởi những tâm ác. Và cái nghề đó sẽ khiến mình sau này chịu cái ác báo. Cho nên Phật nói Phật tử tại gia không nên làm. Nha. Thế còn những ai bây giờ hiện nay đang phải làm, đang phải sống bằng nghề này thì cố gắng, nếu mình chuyển được cái nghiệp này thì mình cố gắng mình chuyển. Nha. Mình đổi nghề, mình chuyển. Đương nhiên ấy, mình bảo bây giờ mình chuyển thì không ai làm nữa. Không có xã hội, phân công xã hội, tự nhiên sẽ có người ta vẫn làm. Cũng là cái nghiệp duyên của người ta thôi. Nghe không? Cho Phật tử nhớ thế. Mình chuyển được thì mình cứ chuyển. Đó. Đây thì kính thưa đại chúng, qua cái bài này, Đức Phật dạy hàng Phật tử tại gia chúng ta phải biết cách làm ra tài sản chân chính, rồi biết cách gìn giữ tài sản ấy cho nó được vững bền. Không những thế còn phát triển nó lên, làm giàu cho gia đình mình, làm giàu cho xã hội, mà dân giàu thì nước mạnh, xã hội được an lành. Xã hội an lành đấy là chúng ta, cũng là cái phúc của chúng ta. Đó, thì kính thưa chúng, đó là cái mà Phật Pháp đem lại an vui cho cuộc đời. Tất cả Phật tử chúng ta phải thấy rất rõ cái điều này. Tài sản chúng ta gây dựng được, rồi chúng ta ai cũng thế, sẽ đến ngày từ bỏ thế gian này ra đi, thì chúng ta phải có người kế thừa. Nghe không? Ở nhà thì cha mẹ trao cái quyền kế thừa cho con cái, hoặc là cái người có đủ cái tư cách pháp lý để kế thừa tài sản của mình. Đó. Thế thì trong Phật Pháp có kế thừa hay không? Kính thưa đại chúng, trong Phật Pháp cũng phải kế thừa. Nghe không? Thì chúng ta xem ở trong Phật Pháp thì Phật dạy chúng ta nên kế thừa như thế nào, kế thừa cái gì. Nghe không? Đó. Đấy, cũng không phải giống như là bây giờ Thầy xây cái chùa to thế này rồi để sau này các sư bác, các sư ông, phải không, tranh nhau để kế thừa cái chùa này. Không phải. Nghe không? Nếu mà như thế thì không khác gì trần tục cả. Đó. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta hãy nghe lời Phật dạy về việc
kế thừa trong giáo pháp của Phật. Có một hôm Đức Thế Tôn ở tại Savatthi, tại Jetavana, vườn của ông Anathabikina, tức là ông cấp cô độc đó. Tại chỗ ấy, Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo lại và nói, Đức Phật ở trong vườn của ông cấp cô độc rất là nhiều. Vườn ông Thái Tử Kỳ Đà, cấp cô độc này rất nhiều các cái mùa an cư. Đức Phật nói thế này, này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật của ta. Nghe không? Ta có lòng thương tưởng các người và nghĩ làm sao những đệ tử của ta phải là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật của ta. Đấy. Đức Phật gọi tất cả các đệ tử xuất gia, các thầy tỳ kheo lại, nói rằng, giống như Thầy gọi các sư ông, các sư bác, các sư chú lại, này các con, Thầy mong các con sẽ là những người thừa tự pháp của Phật hay là những cái điều Thầy dạy, cái lý tưởng của Thầy, chứ không phải là những người sẽ thừa tự cái tài vật này. Nghe không? Phật cũng thế, thương tất cả các đệ tử, tại gia cũng như xuất gia. Đức Phật muốn tất cả những người đệ tử Phật sẽ là những người kế thừa cái gia tài Phật Pháp, chứ không phải kế thừa cái tài sản vật chất này. Tại vì sao? Cái tài sản vật chất này nó cũng sẽ hủy hoại, nó vô thường, nó sẽ hủy hoại. Hữu hình tất hữu hoại. Thứ hai, cái tài sản vật chất không khéo sẽ là đầu mối của những cái sự tranh chấp. Kính thưa đại chúng, câu chuyện này trong Phật Pháp đã từng xảy ra. Thời của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, trước đó thì khi chư Tổ truyền tâm ấn cho nhau, ấn chứng vị này được kế vị tông phong, thì các ngài kèm theo đó là có truyền trao y và bát. Cái vị thầy trao lại cái y và cái bát cho người đệ tử được ấn chứng, người này có đủ tư cách, cái sự thực chứng thay mặt mình để giữ gìn tông phong. Đấy. Thế thì cứ như vậy, truyền thừa xuống đến đời của Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thì khi mà chúng ta biết câu chuyện Ngài Huệ Năng tìm đến học pháp của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và Ngộ Năng, Ngài Huệ Năng đã chứng đạo, thì Tổ Hoằng Nhẫn cũng trao truyền y bát cho Huệ Năng. Nhưng Tổ Hoằng Nhẫn nói rằng sau đời ông là không truyền y bát nữa, vì y bát ấy là đầu mối của sự tranh giành. Thì quả nhiên sau khi mà Huệ Năng đắc pháp từ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi, thì Ngài lúc ấy còn là hình thức cư sĩ. Tổ Hoằng Nhẫn phải chèo thuyền chở Huệ Năng trốn đi. Thì lúc ấy ở trong chúng của Tổ Hoằng Nhẫn là 500 chúng tăng, mà Tổ lại không trao y bát cho cái một vị tăng nào. Trong đó đứng đầu là Ngài Thần Tú, là thượng tọa Thần Tú, rất là giỏi kinh kệ, mà lại Tổ không trao, để trao cho cái ông cư sĩ đến chùa công quả mới được 7-8 tháng. Cho nên là Tổ phải chở Huệ Năng trốn đi, mang theo y bát đi. Thế khi mà đại chúng biết rằng là Tổ Hoằng Nhẫn đã trao y bát cho một cái vị cư sĩ rồi, tên cái chú ấy là Huệ Năng, thì tất cả trong chúng mà xôn xao lên và tổ chức một nhóm đuổi theo để giật lại cái y bát đấy. Nghe không? Và cuối cùng thì có một vị đã đuổi kịp Huệ Năng, cái ông này tên là Huệ Minh, đuổi kịp Huệ Năng và quyết tâm là cướp lại bằng được cái bát đấy, cái y, cái bát đó. Thì kính thưa đại chúng, khi mà lúc đó thì Tổ Huệ Năng biết là cái y, cái bát này là đầu mối tranh giành, thì Ngài
quăng cái bát ra trước mặt. Ngài nói cái ông với ông Huệ Minh, đấy, ông mà dùng sức của ông mà lấy được cái bát này thì ông lấy đi. Cái vật này không phải vật để các ông tranh giành. Thì lúc ý là Huệ Minh vào mới dùng hết sức để nhấc cái bát lên mà không nhấc lên nổi. Không nhấc nổi. Lúc ấy ông mới biết được cái thần lực của Huệ Năng rất là mạnh mẽ. Và quả thật cái vật này là biểu tín, không phải là cái mối tranh giành. Lúc ấy ông mới quỳ xuống lại Huệ Năng và xin Huệ Năng chỉ cho yếu chỉ tu hành. Đấy, thì Huệ Năng chỉ cho xong rồi thì ông đảnh lễ Huệ Năng, xin thờ Huệ Năng làm thầy. Sau đó thì y bát của Huệ Năng từ đó trở đi không có truyền cho vị đệ tử nào nữa. Đấy, chúng ta thấy cái y cái bát thôi mà cũng đã là đầu mối tranh giành rồi. Nghe không? Huống hồ đó là những cái tài sản vật chất lớn lao. Đấy, cho nên đại chúng thấy đấy. Ở tại gia bây giờ chúng ta cũng thế. Đến lúc cha mẹ già rồi, khá là mệt mỏi về cái chuyện phân chia tài sản kế thừa, đúng không? Rồi mà lúc này là nhiều khi là anh em đang từ chỗ hòa hợp mà rồi cuối cùng làm mất hết tình nghĩa anh em. Đấy, chia không đều là mệt lắm. Đứa ít, đứa nhiều. Thầy đã thấy đó, có một cụ Phật tử nằm trong bệnh viện Thụy Điển này này. Mà cô con gái về, cô đến, ốm lâu rồi cô không đến thăm đấy. Vì khi chia, cụ viết di chúc chia tài sản không đều. Nhưng hôm ấy thấy cô về, cô vào bệnh viện ai cũng mừng, tưởng là cô về cô thăm mẹ. Đến lúc cô vào bệnh viện, cô nói những câu rất là đau xót. Bà có thương tôi đâu. Hôm nay tôi vào, tôi chỉ xem bà thôi. Thế nào? Chứ bà chết tôi cũng không đến đâu. Đấy. Đến để đay nghiến mẹ. Thầy được nghe câu chuyện này từ những vị bác sĩ ở đấy họ nói. Sau đó là cô bỏ đi. Khổ tâm lắm. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta gây dựng tài sản rồi, mà nếu chúng ta không giáo dục cái thế hệ cửa thế thừa kế của mình, con cháu mình, sau này chúng ta đau khổ về cái đấy rất nhiều, vô cùng khổ. Con cháu nếu nó thiếu đạo đức thì đấy là cái mối đau khổ, nhắm mắt mình không chắc đã yên lòng. Kính thưa đại chúng, cái việc thừa kế bây giờ trở thành cái vấn đề rất lớn. Nhà nào cũng phải thừa kế, dù là một còn một cái giường cũng phải thừa kế, một cái gian nhà nhỏ cũng thừa kế. Đấy. Cái chuyện chúng. Cho nên ấy, nếu mà ai còn khỏe thì sớm tính cái chuyện này trước cho nó kỹ càng đi, nghe không? Chứ để đến lúc mà tay chân run rẩy hấp hối hết rồi không làm gì được nữa, nghe không? Là lúc ấy là anh em con cháu nó lộn xộn hết đấy, loạn lên đấy. Và cái đây chuyện rất thật. Câu chuyện thừa kế là câu chuyện rất thật hàng ngày diễn ra với chúng ta. Nhiều khi anh em rồi mất hết lòng nhau, con cái mình nó tan tác vì cái chuyện thừa kế tài sản. Rất là khổ đấy ạ. À, kính thưa đại chúng. Thế cho nên ở đây Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo. Thầy Phật mong các thầy tỳ kheo, các đệ tử hãy là người thừa kế chính pháp, đừng là người thừa kế tài vật. Nghe không? Đừng là người thừa kế tài vật. Hãy thừa kế cái gia tài Phật Pháp, chính Pháp. Đấy, đấy mới là cái quý. Đấy mới là cái quý. Chứ không phải không đâu. Đó. Nếu ai cũng hướng tâm mình đến xin nguyện con là người thừa kế gia tài, chính Pháp thì đâu có cái đầu mối tranh giành. Không thể có chuyện tranh giành. Con cái mình ở nhà, đứa nào cũng nguyện hướng đến cái sự thừa kế truyền thống của gia đình, thừa kế những lời giáo dạy của cha mẹ, phải không? Thừa kế cái đạo đức của cả một dòng họ thì làm gì có chuyện tranh giành. Phải không? Đấy, sẵn sàng nhường anh, nhường em. Ở đây Thầy cũng có thấy có những gia đình được như vậy. Anh em nhường cho nhau, đùn đẩy nhau, không đứa nào chịu nhận cái tài sản ấy. Và như vậy rất là hạnh phúc. Đó. Còn nếu gia đình bố mẹ không dạy dỗ con cái,
không truyền được cho con cái nếp sống đạo đức thì đến lúc ấy rất khổ, vô cùng khổ. Lúc mình yếu rồi không nói được, nằm đấy rồi. Rồi con cái vì nó mâu thuẫn nhau, nó bỏ bê cho mặc mình đấy, không chăm nữa, vô cùng khổ. Thì kính thưa đại chúng, ở đây cũng thế. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, các ông hãy làm sao là những người thừa tự, thừa kế pháp của ta. Đừng là những người thừa tự tài vật của ta. Nghe không? Đó. Đấy mới là chính. Đó. Đấy mới là chính. Và này các thầy tỳ kheo, nếu các người là những người thừa tự tài vật của ta, không phải là những người thừa tự pháp, thì không những các người mà kể cả ta cũng trở thành người bị người ta nói rằng cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp. Đấy. Đức Phật nói nếu mà các ông á, mà chỉ là người thừa tự tài vật thôi, của cải tài sản thôi, thì không những các ông mà kể cả Phật cũng bị mang tiếng. Người ta nói là thầy và trò đều là những người thừa tự tài sản. Thế gian người ta sẽ đánh giá như vậy. Người ta sẽ chê cười. Nghe không? Cho nên cũng thế. Và qua cái lời Phật dạy này, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta nghe lời Phật dạy, hãy phát nguyện mình là người thừa kế chánh pháp, thừa kế giáo pháp của Phật, thừa kế gia tài tinh thần, không thừa kế tài vật, tài sản vật chất. Nghe không? Đó. Ví dụ, cái Tùng Lâm Ba Vàng này, sau này Thầy mất đi, các sư ông, các sư bác kế thừa, phải kế thừa cái lý tưởng của Thầy, đấy, cái hoài bão của Thầy, chứ không phải kế thừa để giữ cái chùa này, không phải. Tất cả đều có một cái tâm đối với tài sản này rất nhẹ nhàng. Đương nhiên phải giữ gìn nó, phải bảo tồn, phát huy nó. Nhưng mà đặt trọng tâm đó là cái gia sản tinh thần của Thầy mình. Cái đó mới là cái quan trọng. Đấy. Đấy. Cũng giống như Thầy cũng thế. Khi nghe Hòa Thượng Ân Sư dạy, Hòa Thượng nói là Hòa Thượng không nguyện cái gì to lớn, chỉ nguyện làm một viên thuốc bổ để giúp cho người bớt khổ. Đấy là một câu nói Thầy rất là quý. Thầy cũng thế, nguyện thế, làm sao mình cũng thế. Không được một viên thuốc bổ như Hòa Thượng, mình làm một hạt tấm thôi để làm cho mọi người được an vui. Đem an vui đến mọi người, cho mọi người bớt khổ. Đấy là mình thừa kế. Cái đó, không đặt nặng tất cả cái tài vật. Tất cả những cái này mình đã rất hiểu, nó đều là vật vô thường. Phải không? Đã. Bây giờ Thầy nói không ít, nhiều chùa. Phải không? Nhiều chùa. Khi Thầy trụ trì, khi Hòa Thượng lâm bệnh mà có triệu chứng lâm chung là đệ tử cũng tranh giành nhau chùa chiền. Cái chuyện đấy không phải không có. Thưa đại chúng, đây là cái nỗi rất buồn vì những người này không được học Pháp. Những người này hướng tâm đến vật chất, hướng tâm đến tài vật, muốn thừa kế tài vật chứ không thừa kế Phật Pháp. Đó, cho nên Đức Phật đã thấy được điều này. Đức Phật răn nhắc, cảnh sách các đệ tử, hãy nguyện làm người thừa tế, gia tài, chính Pháp. Đừng là người thừa kế tài sản, vật chất. Và cái người mà thừa kế tài sản vật chất thì người ấy không xứng đáng là đệ tử của Phật. Đó, cái điều này rất quan trọng. Và đối với người tại gia chúng ta cũng thế, phải hướng con cái của mình, nó hướng đến, nó thừa kế cái truyền thống đạo đức của dòng họ, của tiên tổ, của cha ông, hướng đến cái đó. Mà nếu chúng nó biết thừa kế cái đó thì chúng nó sẽ phát huy được tốt đẹp. Nếu thừa kế tài sản vật chất thì người này sẽ phá hoại tài sản vật chất, người này không phát huy được. Còn cái người biết thừa kế cái gia tài tinh thần
Gia tài chính pháp thì người này sẽ làm lên. Người này sẽ làm lên. Đó, cái đấy mới là cái quan trọng. Thì đại chúng mới thấy không? Tất cả từ cái tâm của mình không? Đấy. Mà hôm trước Phật dạy đó, cái người giàu có chính là người có bảy cái tài sản quý báu của tâm. Đức Phật dạy đấy, bảy tài sản này mới thật là lớn, mới là quý. Đó, đó là đức tin, giới hạnh, rồi tàm, quý, đa văn, rồi xà thí và trí tuệ. Bảy cái gia tài này, cái tài sản này mới là cái chúng ta nên thừa kế. Chúng ta thừa kế cái đó, không phải thừa kế tài vật. Đó. Rồi Phật dạy tiếp, này các tỷ kheo, nếu các người là những người thừa tự giáo pháp, thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật, thì không những các người mà cả ta cũng trở thành những người mà thế gian nói rằng cả thầy và trò đều là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Đấy. Cái bài pháp này chắc là Đức Phật thuyết trong những năm tháng cuối đời của Ngài, gần đến cái ngày Ngài sắp niết bàn. Nghe không? Đức Phật dạy các tỳ kheo. Đấy. Thì chúng ta biết rồi, nếu nói mà tài sản của Phật thì rất là nhiều, vua chúa họ dâng cúng đấy, kể cả những cái tinh xá rất là quý báu, bao nhiêu là thứ. Nhưng mà Đức Phật cũng còn buông bỏ, ngai vàng của Ngài ngày xưa Ngài còn bỏ. Vào, đó. Thế chúng ta phải hiểu Ngài đã giác ngộ. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài pháp thoại, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo về việc kế thừa, hãy là người kế thừa chính pháp, kế thừa gia tài chính pháp của Phật. Chúng ta rút ra bài học vào để chúng ta nguyện là người kế thừa ánh sáng giáo pháp của Phật, học hiểu giáo pháp của Phật, giữ gìn cái tri kiến, cái hiểu biết của mình như thế, và chúng ta truyền lại cho thế hệ tương lai. Đối với Phật tử tại gia thì hãy dạy con cháu mình, những người sẽ kế thừa mình, hướng đến cho con cháu mình thừa kế cái gia sản tâm linh, gia sản của dòng họ, những cái truyền thống đạo đức tốt đẹp của dòng họ, của tiên tổ, của đất nước mình. Cái đó là cái rất quan trọng. Chúng ta nếu làm được việc này thì quốc gia, xã hội rất là an lạc, rất an lạc. Đó. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay qua hai cái bài pháp thoại này, Đức Phật nhắn nhủ đến chúng ta những cái điều mà quý thầy vừa kết luận. Mong rằng đại chúng thâm nhập được để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, làm sao cho cuộc sống của mình, xã hội mình được nhiều an lạc, được hạnh phúc hơn. Nam mô A Di Đà Phật.